chúng ta có gì đây bạn? Wow, Tomato và Doc Hudson Hornet đang trốn chạy khỏi một chiếc quang The Monster Car các bạn. Wow, một con máy cày đang điên cuồng đuổi theo các bạn. Wow, và Tomato đã chạy mất tiêu rồi. Những cái xe chạy rất là nhanh luôn vậy các bạn. Và những cung đường lắc léo luôn các bạn. Và đây phân đang đuổi theo các bạn. Phân thấy gì đâu rồi. Thì ra là những chiếc xe lại đi một quyền thay Sasko đồ này nọ đang đứng đợi phân tới các bạn. Rất là thông minh luôn. Lắp đầy phân được các bạn. Các bạn nhìn cái xe này rất hay luôn các bạn. Xe nó trở lại đấy. Thì ra đây là kế hoạch để chặn chú bò điên với Frank các bạn. Và đây mình có gì đây, nó có các bạn. Wow, này mình sẽ còn một chiếc xe nha, nó có các bạn. Một dòng xe có bốn cái bánh nữa rất là đẹp luôn các bạn. Nó có các bạn thấy chưa kìa. Nhìn rất là đẹp nha. Ở đây mình có một chiếc là chiếc trên Samurai số 43 đại được cô các bạn, rất là xịn sò luôn. Tiếp theo chúng ta có lo các bạn. Một chiếc xe màu xanh lục bảo khá là ngầu lo này các bạn. Đấy, các bạn thấy chiếc xe này khá là đẹp nhìn thấy ghê kìa. Rõ nét luôn. Tiếp theo đây chúng ta có được là Lightning McQueen số 95 nha các bạn. Nhìn đã chứ kìa. Lightning McQueen của mình các bạn quá đẹp luôn. Và đây là Frank Stasco các bạn, một dòng xe đua F1 các bạn, rất là đẹp luôn, với màu cờ của đội Ý các bạn, thuộc đội đua Ý nha, Francesco nè các bạn. Đây là Fabulous Hudson Hornets. Sở hữu cái màu xanh dương rất là đẹp luôn các bạn. Đây là Fabulous Hudson Hornets của mình các bạn, quá ngầu. Tiếp theo chúng ta có gì đây? Fillmore các bạn. Đây là Fillmore màu xanh lục bảo nha, nhìn rất là hay luôn các bạn. Một chiếc xe van khá là hiện đại của những năm 80-90, rất là nổi tiếng luôn, dùng để di chuyển giữa các thành phố lớn. Tomato, chiếc xe cứu hộ của thị trấn này các bạn. Với một cái màu nâu nâu khá là đẹp, đây là Tomato của mình các bạn, khá là dễ thương và đáng yêu luôn. Ở đây chúng ta có gì đây? Một chiếc râu với bộ râu ngoài nón quá đẹp luôn các bạn. Nhìn cái bộ râu ngoài nón kìa, dễ thương chưa vậy các bạn? Khá là hay ho vậy. Ở đây là một chiếc xe Ice Creamer kẻ chở kem thân bí. Đây là Ice Creamer nha, nhìn rất là ngầu các bạn. Đẹp chưa kìa. Nhìn cái khuôn mặt này. Đây có mũi của chú hề này các bạn. Và đây là Frank the Monster Car các bạn. Ở đây chúng ta có Frank này các bạn. Nhìn ngầu chưa. Và như chúng ta cũng rất là nhiều chiếc xe đó các bạn. Một bộ sưu tập xe khổng lồ luôn kìa các bạn. Và cảm ơn các bạn đồng hành với mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn đồng hành. Chúng ta sẽ gặp nhau video tiếp theo. Bye bye.